gái biểu của truyền thông Nam Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Anh ơi, vợ em từ khi sinh con đến nay là 4 năm rồi. Kinh nguyệt thì có tháng có, tháng không. Hoặc là có những tháng thì bị 2 lần. Thế thì cách điều trị như thế nào? Thì đây là một cái triệu chứng liên quan đến những người phụ nữ sau khi sinh rối loạn nội tiết tố, đặc biệt là cái quá trình sinh con ra xong thì chăm sóc con cái dẫn đến mà có thể thức đêm thức hôm làm cho gan nóng thượng nhiệt, hoặc là ít nhất là làm khi mà có chửa thì chúng ta thường là không bù vi chất đầy đủ dẫn đến tình trạng nó rối loạn nội tiết tố và làm mất cân bằng âm dương, thì gây chứng bệnh liên quan đến kinh nguyệt không đều. Và một người phụ nữ muốn khỏe mạnh thì đầu tiên phải kinh nguyệt phải nhiều, phải điều hòa, nghĩa là một tháng có một lần. Và đặc biệt là khi mà có tháng có, tháng không, mà có tháng có hai lần như thế ra thì gặp ở những người phụ nữ lộ nhiệt nhiều trong người thì gọi là hoạt kinh. Thì cách chữa trị thì như thế nào? Thì đầu tiên là phải bù đủ vi chất, đầu tiên là phải xem lại ống tiêu hóa, thận âm có bị hư không, uống nước có đầy đủ không. Thì đầu tiên là cần uống nước đầy đủ. Hai là tập thể dục điều độ, đặc biệt là cái phương pháp kéo gối thì cực kỳ tốt. Có những anh chị cũng đã hỏi là kéo gối thì làm thế nào, hoặc là giải thích thế nào để hiểu rằng là kéo gối nó có tác dụng như thế nào. Thì phải nói luôn, kéo gối là động tác làm cho lục phủ ngũ tạng được ôn ấm, được điều hòa, giúp cơ thể kiện vận hóa. Đặc biệt là những người mà gầy thì kê cái khăn ở kéo gối làm ép vào lục phủ ngũ tạng tốt lên, thì có thể ăn uống nó kiện vận hóa được, tăng cân. Những người mà béo thì kéo gối đều vào thì có giúp tất cả nó đốt tất cả các mỡ ra và nó làm cho mạnh khí. Những người béo thì thường là khí hư đa đảm, đảm thấp, mà khí hư thì nghĩa là không thông thì nó gọi là thống tắc. Thì khi mà mình kéo gối làm nó mạnh khí lên thì giúp quá trình điều hòa cơ thể nó kiện vận hóa, thì làm cho khí hành. Và khí hành như thế thì làm gì ạ? Oxy nó vào nó đốt tất cả những cái mỡ thừa ra thì lại làm giảm cân. Những người kinh nguyệt mà không điều độ thì cái việc kéo gối ấy, anh chị làm cho lục phủ ngũ tạng tốt lên ấy, thì cái nội tiết tố nó sinh ra thì lại hỗ trợ điều trị được những cái bệnh mà kinh nguyệt nó không đều. Đặc biệt là những người mà đã đến trên 90% những người bệnh nhân mà gọi điện đến bác ơi, chú ơi, anh ơi, thầy ơi, đến kỳ kinh nguyệt em rất là đau bụng và máu hòn máu cục ấy, thì chỉ cần là kéo gối không thôi là đã giảm rất là nhiều rồi, gần như là không có hiện tượng đau bụng rồi. Và với những người mà kinh nghiệm nguyệt loạn như thế này thì chỉ cần lấy một chút thuốc, ví dụ như là bài lục vị gia giảm hết 600.000 một tháng ấy, uống thì nó sẽ ổn định ngay lại trở lại, thì nó tất cả các chức năng nó ok hết. Xin chào.